Chiều cùng ngày, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị bầu cử số 3 quận Hải Châu cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thạch Thang quận Hải Châu. Đại diện Tổ đại biểu đã thông qua nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa 10, báo cáo tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thành phố 2021, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trong kỳ họp trước. Tại buổi tiếp xúc, hầu hết cử tri có ý kiến về tình trạng một số người dân chưa nhận chế độ hỗ trợ an sinh xã hội trong phòng chống dịch của thành phố, tạo điều kiện minh bạch, bình đẳng để người dân tiếp cận tiêm chủng đầy đủ, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy chế dân chủ xã phường, sai phạm xây dựng chung cư F home và các vấn đề về an ninh trật tự, môi trường v.v. Trên cơ sở ghi nhận ý kiến cử tri, lãnh đạo phường, lãnh đạo quận Hải Châu đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền còn tổ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố tiếp thu tổng hợp các ý kiến thuộc thẩm quyền thành phố để đưa vào nội dung thảo luận của kỳ họp